Em đội ngũ Minh Nghệ, trường Minh Nghệ phòng xin kính chào tất cả các bác nhé. Hôm nay trong một cái buổi chiều tối ngày hôm nay thì em sẽ lên một cái clip để giới thiệu các bác hai quả phú quý. Hai quả này thì được gọi là siêu phẩm đấy các bác. Hàng nó không có một tí vết nào luôn, không một tí vết lỗi nào luôn. Đấy, cực kỳ tuyệt vời ạ. Đây các bác này nhìn nhá. Hàng này là em cam kết luôn, cái hàng này của em là đây là phú quý lũ kháo nhá, đây là lũ kháo, kháo này là kháo tuyên quang. Thứ nhất là cái hàng này em cam kết là không bao giờ lứt, không bao giờ lứt. Đối với sản phẩm là hiện tại là không có một vết đứt nào và không có một vết nỗi nào, bằng cái mũi đốt cũng không có nhá. Hàng này là hàng siêu phẩm, cũng như là hàng nựa gỗ cực kỳ là tuyển chọn và cực kỳ kỹ. Để các bác nhìn nhá, từng cái hoa lưu, từng cái đường vân, từng cái vân chun, nó cứ trùng trùng điệp điệp, trùng trùng điệp điệp, lớp lớp nó như núi luôn, nó như cái những cái tầng tầng núi tầng tầng lớp lớp ấy, vân mây vân núi này, các bạn nhìn này, rất đẹp. Và cái hàng này đó là hàng gỗ này là gần như là gỗ tuyệt chủng rồi, nó không còn nhiều trên thị trường, nó không còn nhiều những cái sản phẩm mà lưu kháo tuyên quang hàng xịn xò này là nó không còn đâu các bạn. Thì bây giờ hầu như là chỉ có những cái dòng lưu kháo Nghệ An, lưu kháo Nghệ An, lưu kháo mà kháo vàng ấy, thường là dòng kháo Nghệ An, hoặc là cái mùn kháo, hoặc kháo mạng Cao Bằng, có biết những cái mạng đấy. Thì cái mạng đấy kháo nó ra cái chất rất là vàng, nhưng mà nó có một cái đặc điểm nó hay bị lứt, kháo hay nghiến đều như thế. Nhưng mà riêng cái thằng kháo tuyên quang này các bác nhìn này, nó không có một tiếng nứt nào luôn. Cái dòng này kể cả khi các bác mang ra phơi nắng, phơi nắng luôn, có nghĩa là khi làm nó không cần phun đâu ạ, chưa cần phun mà để nguyên mộc này, em mang ra phơi nắng luôn, phơi nắng cả tuần luôn, nắng to nắng gắt như thế nào nó cũng không nứt. Đấy, nó lại hay một điểm đấy. Đây các bác nhìn chưa, em đã từng kiểm nghiệm, không tin là người bán phôi người ta bảo là cái gỗ này là nó không nứt, về ông cứ mang về phơi nắng thì không có nứt. Em không tin, là khi em cho thợ tiện ra thì em mang em phơi thử, thì đúng là phơi một tuần liền nó không nứt thật, nó vẫn như thế này luôn, không hề có nứt nát gì. Đấy, nó đặc biệt là như thế, riêng cái thằng này nó đặc biệt đấy. Và gỗ của nó là 100%, các bác nhìn nhé, không có một tí tôm gỗ nào luôn, gỗ rất là già mà không có một tí tôm gỗ nào. Cái vân và cái lưu thì nó rất là nét đây, nó rất là nét, đâu là vân đâu là lưu thì nó đều là nét, nét căng luôn, chứ không hề có mờ mập mờ giữa vân và lưu, không mập mờ mà nó rất là nét đấy. Và hoa lưu của nó tất cả đều là những cái hoa lưu đẹp đấy, những chân chó rất là đẹp, và nó không hề có lưu chết. Lưu chết đây có nghĩa là gì, là lưu mắt đen đấy, nó không hề có lưu mắt đen đấy. Tuyệt vời luôn. Nói chung hàng ngày để em giới thiệu qua các bác. Và một điều đặc biệt nữa là đối với tất cả những cái tác phẩm phú quý, lưu nghiến, lưu kháo hoặc là gỗ hương đều là phải tẩy, tẩy qua một lớp để lên màu. Nhưng riêng đối với hàng gỗ này là không hề tẩy, hàng phú quý lưu kháo tuyên quang này là hoàn toàn là không tẩy các bác nhé, không hề có tẩy đâu ạ, không hề tẩy, mà đây là đúng chất màu của gỗ luôn, không hề có qua một lớp axit nào luôn nhé, là chỉ có điện ra làm sạch sẽ, rửa sạch sẽ, phơi khô nhé, phơi nắng, rửa thật là sạch sẽ để nó, có nghĩa là gỗ nào nó có cái tí gỗ bẩn thỉu hoặc là có tí dầu của nó ấy, thì là rửa thật là kỹ để nó sạch hết những cái bụi bẩn đi thôi, sau đó là để khô, để thật là khô, sau đó là lót và phun lên thôi, chứ không hề có tẩy. Cũng như là chúng ta làm nội thất thôi, gỗ không hề phải tẩy, thì cái gỗ những quả phú quý hay đều như thế. Để làm giới thiệu qua các bác rõ về đây. Và cái đây là màu nguyên bản của gỗ, không hề có tẩy để lên màu ấy. Thường thường lưu nghiến một lũ cáo thì phải tẩy, dùng cái động tác để tẩy nó màu, tẩy nó sẽ lên cái màu sáng và đẹp. Nhưng riêng cái này màu nguyên bản của nó luôn, không hề có động tác gì tẩy cả. Thì cái màu nguyên bản này nó có cái tác dụng là như nào, là nó sẽ không xuống màu theo thời gian, các bác hình dung chưa, nó sẽ không xuống màu theo thời gian mà nó bền màu, nó rất là bền màu và gần như là không xuống màu đấy. Bởi khi tẩy rồi thì gỗ nó sẽ rất là sáng, nhưng mà nó có một điểm yếu là nó sẽ bị xuống màu. Còn nếu gỗ mà chúng ta không tẩy thì gần như là nó sẽ không xuống màu, và cái dòng gỗ này nó là như thế, không xuống màu. Thì em giới thiệu nó có hai quả to đấy,
có một quả nhỏ nữa. Dòng này này không tiện đúng các bác nhé, bởi vì thật sự luôn là nó có đúng hai củ gỗ. Tiện ra rồi thì hết gỗ làm lúm. Đấy, nó đúng có hai củ gỗ chứ không có nhiều gỗ. Thật sự luôn là đúng hai củ gỗ. Mua đúng hai củ phôi thì là tiện ra rồi thì là hết gỗ, không còn gỗ làm lúm. Bởi vì làm lúm phải làm đúng gỗ của nó. Thì tiện ra rồi là không còn gỗ làm lúm, hết sạch gỗ làm lúm luôn thì không có lúm. Đây này không có lúm. Đây là nó luôn không có lúm. Đo đường kính quả lại cho nó đi. Quả này đường kính là 37,5, quả 38 có nhé. Quả này đường kính là 37,5 gọi là 38. 37,5 gọi là 38. Chiều cao là 19 các bác nhé. Đường kính là 37,5 và chiều cao là 19. Không có lúm nhá. Đây em lật đế cho các bác nhìn. Nó đẹp từ đế đẹp lên trên. Tất cả mọi phía đều đẹp chứ không phải là đẹp mỗi bề mặt bên trên nhé, mà đế nó cũng đẹp. Đế nó cũng đẹp luôn. Đây. Các bác nhìn đế này. Kèm điện đế giúp em. Đây ạ. Lu ở dưới đế luôn. Các bác nhìn thấy chưa? Em phun BU là bốn mặt, những cái lỗ này là lỗ kẹp nhá. Lỗ này là lỗ kẹp. Cái móc kẹp của cái máy tiện đấy. Đây là bốn cái lỗ của nó. Đây các bác nhìn nhá. Tuyệt vời luôn. Đấy. Hàng này nó gỗ quý. Không có nhiều gỗ đâu. Đường kính 38 và chiều cao là 19. Gọi là hàng 40 cũng được ấy, nhưng mà gọi là 38 thôi. Nhưng mà phôi ban đầu của nó là phôi đường kính của quả phôi là 42 thì tiện đi rồi còn là 38. Mỗi mân sẽ mất 2 phân mà các bác. Đây trên mặt này. Ngang. Đấy các bác nhìn này, nó lu và vân nó trùng trùng điệp điệp luôn. Đấy, tuyệt vời luôn. Quả này em giao lưu các bác, quả này giá là 4,5 triệu các bác nhé. Chuẩn giá đấy ạ. Hàng này thì giá đấy là quá là êm rồi đấy, bởi vì nó là hàng nói không với vết lỗi. Nói không với vết lỗi. Siêu kinh điển luôn. 4,5 triệu quả này. Đấy. Và là bác đã yêu quả này thì hãy liên hệ ngay với em để bê cái quả này ra. Có một quả to này thôi. Và có mua một quả nhỏ. Một quả to, một quả nhỏ. Đây là một quả nhỏ hơn. Có hai quả đấy, mua được đúng hai cục phôi. Người bán phôi là người ta chỉ có hai cục phôi bán cho em thôi. Đây. Thì các bạn nhìn nhá. Nó không có một tí vết nào luôn. Không có một tí vết nào luôn. Và cũng không có một tí lứt nào luôn. Không có một tí vết và không có một tí lứt nào luôn nhá. Hàng siêu kinh điển luôn. Đấy bây giờ nếu mà lựa được một quả phú quý mà không có một tí vết nào, mà không có một tí nứt nào, thì các bác tưởng tượng xem mà cái gỗ là phải quý giá đến mức độ như nào, mà là phải lựa nó phôi khó khăn như nào thì mới ra được. Còn nếu bình thường ấy mà nó gỗ nó vết lỗ thì nó chỉ là bình thường, vẽ vân và xử lý vào thì nó chỉ là bình thường thôi. Cái đấy thì nó sẽ là chúng ta chơi sẽ không còn trọn vẹn rồi. Nhưng quả này gần như là trọn vẹn 100% luôn, khẳng định là trọn vẹn 100% luôn. Đấy, những cái quả như này, quả này nhỏ hơn, để đấy của nó luôn này các bác. Đấy đây, đế của em cũng đẹp như trong tranh luôn. Đấy, các bác nhìn chưa, đế cũng đẹp như trong tranh, hoa lưu và liếc đầy đủ, chun trước đầy đủ luôn. Đấy, nó chỉ có bốn cái lỗ để cắm vào tiện thôi, không có một tí vết nào luôn nè. Đừng có nói đây, nó chỉ có một vết tí tì tì này đây các bác này, tí tì tì này đây, cái chỗ kẹp vỏ một tí tì tì thôi nhé. Nó bằng con mũi đốt, không đáng kể, cái đấy thì không tính làm gì rồi. Đấy, còn đâu nó gần như là 99, quả này là 99,9% luôn. Nói chung chất này quả đường kính 30, quả đường kính 30 các bác nhé. Chiều cao thì chắc bằng quả kia đấy, 19. Đường kính 30, quả đường kính 30, chiều cao 19. Có nghĩa là hàng từ đáy lên trên, từ trên xuống dưới là không một tí vết nào luôn. Một quả đường kính 38, chiều cao 19 là giá là 4,5 triệu. Một quả này đường kính là 30, chiều cao là cũng là 19. Quả này em giao lưu là 2,6 triệu các bác nhé. Bác nào mà ngắm quả nào mà yêu thích quả nào thì gọi điện ngay cho em nhé. Bởi vì hàng này nó không có nhiều rồi. Đây là lần đầu tiên em lên giới thiệu những cái quả phú quý chất lượng như này các bác nhé. Lần đầu tiên đấy ạ. Lần đầu tiên các bác nếu theo dõi em nhiều thì biết đây là lần đầu tiên em lên cho các bác những quả phú quý chất lượng này. Quả hàng này nó không có nhiều rồi. Đấy. Bác nào yêu thích thì hãy gọi điện ngay cho em để chốt những quả này về. Giá thì rất là êm rồi. Đấy, hai quả nhé. Hai quả này các bác. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Em quay khung cảnh vừa đóng hàng xong.
Hàng họ vừa đóng xong nó cũng la liệt, đồ đạc xốp xáp rất là nhiều luôn. Tất cả đều là nhà làm hết chứ không phải là đi gọi là đi thuê người, tôi nghĩ là tất cả đều nhà làm hết các bác nhé. Gạn rất hạ giá thành phân tích có thể cho các bác nhé. Các bác nào yêu thích clip hãy dành cho em xin nút like nha. Yêu thích sản phẩm nào hãy gọi điện ngay chứng minh để chốt sản phẩm đấy nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.